Dạ vâng, em xin chào toàn thể các anh chị nhé. Chào mừng anh chị đến cả video báo giá của Tử Vũ Độc Đáo trong ngày hôm nay ạ. Thì ngày hôm nay thì trong video này em sẽ giới thiệu anh chị một mẫu vàng rất là hữu ích, đó là một hộp mứt rất VIP để anh chị có thể là sử dụng trong cái dịp Tết anh chị nhé. Cũng như là anh chị có thể làm quà biếu quà tặng cái vàng trong cái dịp Tết này rất là tuyệt vời. Một hộp mứt rất là VIP đẳng cấp thì anh chị cùng vào xem live và ngắm nhìn cùng với chúng em để có thể là sưu tầm những cái hộp bứt về với cả không gian gia đình nhà mình anh chị nhé. Hộp bứt ngày hôm nay em giới thiệu cùng với anh chị đó là một hộp bứt được chế tác trên phôi gỗ, đó chính là dòng gỗ chắc mà chúng em làm hoàn thiện chắc đen rất là kỹ, rất là đẹp anh chị nhé. Em sẽ quay gần để mời anh chị cùng ngắm nhìn cùng thưởng lãm với chúng em. Hộp bứt cực kỳ là giá trị. Đây là hộp bứt với hình bát giác anh chị nhé, bát giác, và chúng em chế tác hoàn toàn là chất liệu gỗ chắc, chắc đen chắc cũ luôn, anh chị cùng ngắm nhìn cùng thưởng lãm. Vâng, một trong những hộp bứt VIP nhất hiện nay trên thị trường. Hôm nay thì Tử Gỗ Độc Đáo chúng em giới thiệu cùng với anh chị để anh chị có thể sưu tầm để vàng mình trưng và chơi những ngày Tết của mình anh chị nhé. Ở đây là vàng, nếu như anh chị nào chốt những hộp bứt này về thì thật sự với anh chia sẻ với anh chị là cái hộp bứt nó quá VIP, có xuất sắc này. Khi mình bày bánh kẹo lên đây thì để vàng tiếp trên bàn trà nhà mình trong những ngày vàng ở trong những ngày Tết thì vào khách vào nhìn cái hộp bứt này thôi đã cảm thấy nó rất là đẳng cấp, rất là VIP anh chị nhé. Anh chị cùng ngắm nhìn kỹ với em đó. Vàng chất liệu thì là bằng gỗ chắc anh chị nhé, gỗ chắc chắc đen rất là giá trị. Và hộp bứt này thì em đã lên si cho tác phẩm rồi anh chị nhé, hộp bứt đã lên si cho tác phẩm rồi, rất là tuyệt vời anh chị thấy không. Đó, và phía bên trong này anh chị đấy là cho em cũng đã để chia ô các cái vàng ô rất là đẹp, rất là xuất sắc này anh chị cùng thấy nhá. Đó, những cái ô này thì anh chị có thể tháo ra được anh chị ạ, tháo ra được luôn, và tất cả là gỗ chắc luôn anh chị đấy, dòng chắc cũ rất là đẹp. Và ô như này thì anh chị đấy, các cái ngăn này là chúng em vàng để nguyên bọc để anh chị có thể để bánh kẹo hạt vào đây nó không bị ảnh hưởng gì anh chị nhá. Đấy, trong này là nguyên bọc trần xì mọc luôn. Ở phía bên ngoài là chúng em đã đục và lên si luôn. Nhưng chia sẻ với anh chị là với những vàng hộp bứt này thì vàng chúng em hoàn thiện rất là kỹ, rất là xuất sắc anh chị nhé. Đó, ngoài cái việc có anh chị đấy gỗ chắc giá trị đẳng cấp rồi, chúng em còn lên và hoàn thiện lên nó siêu kỹ, siêu đẹp luôn. Anh chị cùng ngắm nhìn nhé, kỹ đây anh chị này. Và giữa các lối kết nối với nhau anh chị đều có mộng, có đinh hết anh chị nhé, mộng này rất là tuyệt vời anh chị nhé. Em mộng này, em nghiêng lên để anh chị thấy cái phần mộng nha anh chị nhé. Tất cả vàng lối nào cũng có mộng mẹo rất là kỹ, rất là xuất sắc luôn anh chị thấy không. Đó, làm rất là kỹ phải không chị. Đầu tiên đó là cái sự chắc chắn cho anh chị sử dụng đã anh chị nhé. Vâng, và thứ hai đó là gì ạ, đến tất cả các mặt nghiêng này anh chị đây đều được chúng em đục những họa tiết hoa văn lên đây rất là đẹp đó. Anh chị có thể nhận thấy đây là cả chiếc quạt ba tiêu này. Thật sự là với những hộp bứt này thì chế tác đó nó rất là lâu công đấy chị đấy, lâu công vô cùng luôn. Và cái đường nét chế tác thôi anh chị đấy ạ, nét căng như này chị nhá, những phần chỉ này, như phần đường truyện anh chị thấy không, có một cái vết gợn nào cả đó. Và lại là gì ạ, thẳng tắp không bị vỡ anh chị nhá, không bị vỡ, không có cái vết vỡ nào hết anh chị thấy không? Rất là kỹ, rất là tuyệt vời. Đó là một hộp bứt bát giác 8 ngăn anh chị nhá, đó 8 cạnh này rất là tuyệt vời, và lại trên dòng gỗ chắc, chắc đen chắc cũ. Anh chị nhận thấy dùm em đó là gì ạ? Đầu tiên thì nhìn tổng thể rất là đẹp, rất là xuất sắc của anh chị. Đó, quay lại gần thì chị thấy đó là gì ạ? Và cái nét đục nó rất là sắc, rất là tinh tế, làm rất là kỹ. Anh chị có thể thấy nhá, đây ạ. Những cái vàng hình ở trên đây chị nhớ là em có thể là vàng mình có thể là gì ạ? Đảo qua đảo lại được một chút xíu gì đấy anh chị thấy. Vâng, chứ em không có gắn keo đâu, chứ em không có gắn keo cho cái vàng các cái nắp này anh chị nhé, để làm sao vàng ạ, chứ em làm bên trong như này mình có thể đẩy qua đẩy lại được như này để làm sao để cho gỗ nó có cái độ thở như này. Vàng khi anh chị để dùng với anh chị ạ thì nó thời tiết nó hanh khô hay thế nào đó, vàng sự thay đổi của thời tiết thì có thể là vàng ạ gỗ nó sẽ bị co ngót, thì cho em để lại những cái phần như vậy để làm sao cho gỗ nó có độ thở và anh chị để không bị co, không bị đứt anh chị gì thấy không. Hơn thế nữa anh chị nhé, khi mà có làm như vậy anh chị ạ thì bên trong chị em đã làm hết cả những phần hèm rồi anh chị đó, có hèm ở phía bên trong này anh chị đấy, nó rất là lâu công. Nếu như bình thường anh chị nhé, một chiếc hộp bứt bình thường thôi
thì chúng em sẽ dán keo hết tất cả vào, thì anh chị thấy sở nó không có cái độ xê dịch như này. Nhưng mà đây anh chị ạ, những cái mẫu khay VIP này chị em vàng phải làm hèm phía bên trong, nó rất là lâu công anh chị thấy, để mình có thể là lùa được cái bằng cái miếng này vào anh chị thấy, có vào có thể là tiện di chuyển qua di chuyển lại được một chút xíu này, đưa qua đưa lại được anh chị nhé. À, đây là chúng em không, anh chị nhận thì anh chị thấy bảo là nhiều khi anh chị bảo là không chắc chắn, nhưng không phải đâu, chính vì vàng chị em cố tình làm đấy để cho anh chị có cái vàng độ bền nó được lâu anh chị nhé, không bị co ngót, không bị lứt anh chị đấy. Đó rất là giá trị, rất là tuyệt vời. Và trên núm này chị đây có cả chữ phúc nữa chị nhé. Đấy, một chiếc hộp mứt vô cùng là đẹp xuất sắc và chị em báo giá để chị tham khảo cho hộp mứt này anh chị nhé. Hộp mứt VIP trong video này em báo đến anh chị đó là vàng bình thường hộp này thì em giao lưu anh chị là 4 triệu đồng anh chị nhé. Thì trong video này em báo giá, em sẽ báo giá chân đến anh chị chỉ có bao nhiêu, 3.600.000 để anh chị sưu tầm anh chị nhé, 3.600.000 để anh chị sưu tầm thôi. Em đo kích thước để anh chị thấy được kích thước nhá, gỗ chắc kích thước ạ, cao là 20 anh chị nhé, cao 20 rồi đó, đường kính của hộp mứt 37 anh chị nhé, cao 20 đường kính 37, chất liệu gỗ chắc. Và em có tặng kèm cả anh chị cái hộp như này rồi anh chị ạ, hộp rất là sang trọng quý phái anh chị nhé, bên trong là gấm đỏ. Hộp như này thì những hộp bút này anh chị có thể là dùng làm quà tặng rất là ý nghĩa anh chị nhé. Đây em mở lắp ra anh chị thấy có quy có khóa bên trong này anh chị, thảm vàng rất tuyệt vời luôn đấy. Anh chị làm quà tặng thì hết ý rồi, quá tuyệt đỉnh rồi anh chị nhé. Đấy, vàng một hộp mứt siêu VIP chưa dòng gỗ chắc đen chắc cũ mà chúng em đánh xi cho hộp bút như này thì anh chị thấy ạ, rất VIP. Và giá của hộp bứt này chỉ có bao nhiêu, chiên có 3.600.000 thôi anh chị nhé, 3.600.000 em bao luôn cả cước vận chuyển cho anh chị luôn anh chị đấy, tuyệt vời chưa, chắc đen chắc cũ và đục rất lét luôn anh chị đấy. Đây là cho em xi mộc anh chị nhé, xi mộc luôn anh chị, nhìn những đường chỉ rất là sát này anh chị đấy, thẳng đều tăm tắp tất cả cái đường chuyện anh chị đây, đường con chuyện này anh chị nhìn ngắm với em đục rất nét rất sắc luôn, bằng mặt nào cũng thế anh chị nhé. Đó, chất gỗ đẹp VIP, giá chỉ có bao nhiêu ạ, 3.600.000 thôi anh chị đây, bốn xung quanh để chúng em cũng đục hết anh chị nhé, rất là giá trị, rất là chắc chắn, rất là tuyệt vời anh chị đây. Làm kỹ xuất sắc này và giá cho tác phẩm này, cho hộp bút này chỉ có bao nhiêu, 3.600.000 thôi, thì anh chị thấy vô cùng là yêu thương của chị, rất xứng đáng để anh chị sưu tầm. Nếu như mà không gian nhà mình vào phòng trà phòng khách nhà mình đẹp VIP rồi thì vàng thêm cái bộ vàng hộp bứt này vào nữa thì quá là đẳng cấp, rất là xứng đáng anh chị nhé, để anh chị sưu tầm đây ạ. Đó, em báo lại kích thước để anh chị tham khảo nhá, cao đó là bao nhiêu, 20, chiều đường kính lên tới 37 và giá chỉ có bao nhiêu, 3.600.000 anh chị nhé, 3.600.000 thôi, giá rất êm ái, rất nhẹ nhàng của chị đó. Từ cái phần xoay chỉ đây anh chị này, đấy, xoay chỉ đây anh chị thấy ở trên này đó, mượt mà luôn, không có một vết gợn nào, lại đánh xi mộc luôn anh chị nhé. Phía bên trong đây anh chị đấy, để nguyên mộc này, mình để bánh kẹo vào đây thì anh chị yên tâm, không có sợ bị có PU hay là có gì cả mà anh chị. Đấy, tuyệt vời như này mà, anh chị cùng ngắm nhé. Hộp mứt bát giác, chất liệu gỗ chắc anh chị nhé. Đó, rất là chắc chắn và đục rất là đẹp xuất sắc này, giá chỉ có bao nhiêu, 3.600.000 thôi. Đây anh chị này, em xi cả trên cái lắp này, mặt bên trong em xi luôn anh chị nhé. Và làm anh chị thấy mộng mẹo vô cùng là kỹ này. Vâng, mộng vô cùng kỹ luôn anh chị nhé. Đấy, góc nào cũng có mộng luôn anh chị nhé. Này, anh chị đấy, điểm nối giữa các cạnh với nhau đều có vàng ở những phần gọi là phần mộng mẹo rất là kỹ anh chị đấy, làm tuyệt đỉnh luôn này mà lên xi cho tác phẩm nữa rồi anh chị thấy, hộp bứt quá chất quá đẳng cấp này và giá thật sự là quá yêu thương, chỉ có bao nhiêu, 3.600.000 thôi, rất xứng đáng để anh chị sưu tầm. Và đây là con số bảng giá cho em tri ân đến anh chị nhé, giá tri ân thôi, còn nếu như bằng giá trên thị trường thì nhiều nơi sẽ còn cao hơn rất là nhiều. Và đây là mẫu hộp bứt và nó đẹp cực chất cực VIP anh chị, vàng chơi những hộp bứt này thì xứng tầm đáng tầm anh chị nhé, quá tuyệt vời. Anh chị nào yêu thích hộp bút này thì đừng ngần ngại liên hệ cả số hotline 0938 410
333 của Tử Gỗ Độc Đáo anh chị nhé. Em xuống phần bút này em cũng giới thiệu anh chị một hộp trang sức cực đỉnh tiếp theo để anh chị có thể sưu tầm. Video này thì em sẽ báo giá hộp bút này và hộp trang sức. Và các anh chị có thể đặt chúng em làm sản xuất những hộp bút này anh chị nhé, hoặc là những hộp trang sức đó, anh chị cứ alo cho chúng em để cho em gửi hình anh chị tham khảo thêm. Thật sự là nó quá chất lượng anh chị ạ, quá chất lượng luôn. Em đưa hộp bút này xuống rồi, rất xứng đáng để anh chị sưu tầm các anh chị nhá. Rồi em sẽ lên với anh chị một vâng ạ, hộp trang sức hay một chiếc dương đây anh chị này, rất là đẹp, anh chị cùng ngắm nhìn, cùng thưởng lãm nhé. Đây thì cũng em, chúng em cũng vẫn là sản xuất trên dòng gỗ quý gỗ VIP, đó là dòng gỗ chắc anh chị nhé, vẫn là chắc đen chắc VIP luôn, anh chị cùng ngắm em này. Trên mặt đục rất là kỹ, sắc nét như này anh chị nhé. Và đây chúng em cũng đánh xi luôn anh chị ạ, hoàn thiện nên xi cho hộp trang sức này luôn. Mặt đằng sau đây anh chị thấy các khuy đề bằng đồng rất là vàng, bản đề bằng đồng hết, rất là giá trị anh chị nhé. Bốn góc này anh chị đây, và làm rất chắc chắn cũng là bằng đồng luôn, và đục tứ diện luôn anh chị nhé, mặt nào cho em cũng đục luôn đó, rất là tuyệt vời. Và đặc biệt anh chị nhé, như hộp trang sức này có cũng khá là nhiều ngăn để anh chị có thể là mình vàng mình để vào đây được rất là nhiều các cái vàng đồ trang sức quý giá của mình anh chị nhé. Ở đây thì còn có một chiếc khóa nữa anh chị ạ, còn có một chiếc khóa nữa đó, chúng em sẽ gửi cả khóa cho anh chị nhé. Đấy anh chị thấy tuyệt vời chưa, và chiếc khóa như này anh chị nhé, khóa này là khóa theo cái lối cổ ngày xưa này anh chị thấy, rất là tuyệt vời đó anh chị. Phía bên trong đây anh chị thấy phía mặt bên trong đó là gì ạ, những vàng ở cả một cái gương rất là đẹp như này anh chị nhé. Và trong đây anh chị đây là em để thảm đỏ đây. Đấy, để thảm đỏ vàng anh chị có thể nhận thấy đó là gì, vàng làm rất là kỹ, mình để cài nhẫn vào đây được anh chị nhé, cài nhẫn vào đây này để dây chuyền trang sức anh chị đấy, đó cực kỳ giá trị luôn. Và anh chị thấy nét đục rất là tinh tế đây anh chị nhé, em quay lên đây để anh chị thấy này. Vâng, các cái đường triện này anh chị đấy, mặc dù là rất là nhỏ anh chị đó, mặc dù rất là nhỏ nhưng mà anh chị thấy được đó là gì ạ, triện nó chạy rất là thẳng tắp, không bị vỡ một chút xíu nào cả, và hoàn thiện anh chị đấy, khi lên xi thì sờ rất là làm mát tay mịn luôn anh chị nhé. Đấy, vô cùng giá trị, lại là dòng gỗ chắc nữa, mặt nào đục cũng đẹp anh chị thấy, mặt nào đục cũng đẳng cấp luôn, sờ vô cùng mát tay, giá trị rất là cao anh chị nhé. Đấy anh chị thấy là tuyệt đỉnh luôn, rất là chắc chắn anh chị ạ, kể cả phần quai này anh chị nhé. Đấy, vâng, em sẽ giới thiệu lên chị cả chiếc khóa như này. Đấy, một chiếc khóa theo cái lối gọi là khóa cổ ngày xưa anh chị nhé, lối cổ ngày xưa đây, khóa rất là xịn sò luôn. Đấy, anh chị để đồ trang sức, đồ quý giá vào đó thì vàng ạ, tất nhiên phải sẽ có những cái phần khóa bảo vệ của chị, và chúng em sẽ làm một chiếc khóa rất là tuyệt vời cho anh chị để chị có thể là vàng cài vào đây anh chị nhé. Đây, một chiếc khóa này anh chị đây, khóa theo lối cổ anh chị nhé, vào đẩy vào rút ra vào mình khóa vào đây anh chị nhé. Đó, tuyệt vời luôn anh chị nhá. Đây em để em khóa cho anh chị thấy nhá. Đó, khóa vào rất là nhìn rất là sang trọng, phòng chị rất sang trọng, rất đẳng cấp luôn anh chị thấy không? Và đặc biệt nữa anh chị nhá, đây phía này rất nhiều phần ngăn kéo này, có tới 3 ngăn kéo luôn, và chúng em làm gọi là soi chỉ rất là kỹ luôn anh chị. Đó, bên trong cũng là gỗ chắc, trong em đánh xi luôn anh chị đấy, vàng quá tuyệt vời luôn anh chị nhé, ngăn kéo nào cũng vậy anh chị đây. Anh chị để đồ trang sức, đồ quý giá vào đây thì có quá đỉnh rồi đó, các anh mua về tặng các chị thì quá và các chị quá là thích luôn anh chị ạ. Đấy, và thật sự là đục nó rất là đẹp, rất là nét như này anh chị đấy, vàng vô cùng là giá trị anh chị nhé. Đó, gỗ chắc vàng em làm rất là kỹ xuất sắc rồi. Bên đây hai cánh cửa tủ là gì này, trong đều là thảm đỏ hết, và tất cả đều toàn bộ là gỗ chắc anh chị nhé, chắc đen chắc cũ, rất là giá trị, rất là VIP này anh chị ngắm cùng em, một hộp trang sức đẳng cấp luôn, đẳng cấp luôn, bằng có khóa để bảo vệ nữa này,
anh chị đã có khóa bảo vệ này. Và mẫu này thì anh chị ạ, đó là những mẫu gọi là siêu VIP anh chị nhé. Anh chị có thể là vàng mình tặng anh bạn bè mình thì vàng quá đỉnh anh chị nhé. Và em đo kích thước cũng như em báo giá để anh chị tham khảo anh chị ạ. Đó, anh chị là có thể là mua về và cho tặng vợ, tặng vàng hoặc là tặng bố mẹ, hoặc là tặng con gái, tặng vàng anh chị là có thể tặng người yêu anh chị nhé. Em đo kích thước ạ. Cao 23, cao 23 này, rộng ngang 29 này, đó, chiều sâu 20 anh chị nhé, 23, 29, 20, gỗ chắc anh chị ạ, chắc đen, đánh xi cực chất luôn, đó, em báo giá để anh chị tham khảo nhé, đó, bình thường hộp trang sức này thì vàng giá cũng rất là cao, nhưng mà trong video này em chia anh chị giá chỉ có bao nhiêu, giá cho hộp trang sức này 4 triệu đồng thôi anh chị nhé, 4 triệu đồng, anh chị đấy. Cả một cái vàng hộp trang sức rất là nhìn thôi đã rất là sang trọng quý phái anh chị, vàng xứng đáng để anh chị gọi là gì ạ, tặng làm quà tặng vợ, tặng bố mẹ, tặng người thân yêu của mình anh chị nhé. Vàng em tin chắc rằng khi vàng anh chị chọn những món quà này để làm quà tặng thì vàng anh chị rất là yên tâm, rất là tin tưởng vào cái giá trị của tác phẩm của quà tặng đúng không anh chị, và khi người được nhận sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc đó phải không chị, rất hạnh phúc luôn. Và thật sự là nhìn thấy hộp này thì vàng sẽ khẳng định được đó là gì, cái tình cảm của anh chị dành cho vàng người được nhận phản chị đó rất là tuyệt vời, rất là giá trị anh chị nhé. Một hộp trang sức đỉnh cao anh chị ạ, một hộp trang sức đỉnh cao gỗ chắc chắc đen đánh xi đấy, vô cùng là xuất sắc đẳng cấp, mà em chia anh chị chỉ có 4 triệu đồng cho hộp trang sức này thôi. Anh chị thấy giá đã yêu thương, đã rẻ chưa ạ? Vâng, có cả khóa kèm theo tất cả luôn anh chị nhé. Và vô cùng là tuyệt vời. Và hộp như này em, hộp trang sức này em vẫn có hộp gấm đi kèm theo để anh chị có thể là vàng làm quà tặng được sang trọng đó, và nhìn nó VIP hơn rất là nhiều anh chị nhé. Thì vàng anh chị nào quan tâm đến hộp trang sức này hãy liên hệ cả chúng em qua số hotline 0938410333 để em có thể là gửi thêm hình ảnh cho anh chị ngắm anh chị nhé. Thật sự là và anh chị chốt những hộp này không có gì, không có một điểm nào để chê hết anh chị ạ, làm siêu kỹ, đục quá nét luôn đó, và giá trên anh chị chỉ có 4 triệu đồng cho hộp trang sức này thôi anh chị đấy, giá quá đẹp, quá yêu thương rồi. Anh chị đừng ngần ngại khi mà mình đã yêu thích những hộp như này rồi anh chị nhé, hộp trang sức này thì hãy liên hệ cả chúng em anh chị ạ, đẹp vô cùng, xuất sắc. Em tin chắc rằng khi anh chị nhận thôi anh chị đã cảm thấy độ VIP, độ kỹ rồi, vâng, cực kỳ đẳng cấp luôn. Đó. Và trong video này thì em vừa báo giá đến anh chị đó là gì ạ? Những mẫu vật dụng rất là xuất sắc, rất là đẳng cấp và rất là thiết yếu nữa phải không anh chị? Ví dụ như là hộp mứt vừa rồi. Hộp mứt đó anh chị có thể là vàng chuẩn bị cho cái dịp Tết Nguyên đán này để đựng bánh kẹo, hạt mứt để có thể là vàng chiêu đãi những vàng quan khách của mình và anh chị. Đấy, rất là tuyệt vời, rất là xuất sắc anh chị nhá. Và giá của những tác phẩm trong video này em đều báo giá chiên anh chị để anh chị có thể là sưu tầm với cái giá chiên cực êm ái. Vàng hộp mứt thì chỉ có 3.600.000 và hộp trang sức như này chỉ có bao nhiêu ạ? 4 triệu đồng thôi các anh chị nhé. Anh chị quan tâm anh chị đừng ngần ngại, hãy liên hệ với cả chúng em các anh chị nhé. Và bây giờ thì em xin phép là kết thúc video của video báo giá của ngày hôm nay ở đây. Anh chị quan tâm đừng ngần ngại hãy alo cho chúng em anh chị nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo ạ.